làm đẹp nó sẽ lành bình thường, nhưng có một vết sẹo đi với các bạn trọn đời được mang tên sai nghề. Nhiều người sống tới cuối đời chẳng hạnh phúc. Và anh hỏi thật một câu, ba mẹ các em có vất vả không? Và nói vui với các bạn một câu, đừng giận nha, ba mẹ các em rất là giỏi, nhưng ở đâu đó do nhiều yếu tố, ba mẹ các em có thể không có điều kiện đi học hồi xưa vất vả, hoặc có thể ba mẹ các em đến thời điểm này làm cái nghề mà ba mẹ các em chưa giỏi. Đối với các em tìm được cái người nào giỏi nghề mà sống trong nghèo khó, xin phép không có. Các em cứ tìm đi. Và vết sẹo muốn nói với các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay được mang tên nghề nghiệp. Các em vô tư lắm, lên lớp 10 học. Nếu lên lớp 10 học thì đứng đây làm cái gì? Tự mình lên mà học. Anh đang muốn nói cái hướng đi thứ hai được mang tên nghề nghiệp. Các bạn học cho cố vô, học thật giỏi, anh nói vui với bạn, doanh nghiệp nó chả quan tâm đến cái thời cấp 2, cấp 3 của các bạn đâu. Nói câu thành ra cái giận, học giỏi chưa chắc thành công đâu mấy đứa học giỏi. Tỉnh lại đi. Đàn em chứ mấy đứa học giỏi mà nhận á. Nhưng các em phải học giỏi. Vì đơn giản, một, cái đó là cái cách báo hiếu cho ba mẹ. Hai, các em có cái sau này để các em tạo điều kiện vào những môi trường cao hơn, tốt hơn. Và thứ ba, các em có cái để kể lại cho con cháu của mình. Tại sao anh rất sợ thầy hôm nay quay phim? Vì hôm nay chúng ta chưa đẹp. Đứa đội mũ, đứa không đội mũ. Đứa áo khoác, đứa không áo khoác. Đứa khăn hoàng lệch lạc, đứa ngồi dưới đất, đứa ngồi ghế. Anh sợ nhất là chúng ta chưa đẹp. Và nhắc lại với các bạn câu chuyện được mang tên là cái sẹo về nghề nghiệp á. Học giỏi chưa chắc thành công, nhưng chọn đúng nghề các em sẽ thành công. Anh có 5 cái bằng nè, có muốn bằng không? Anh cho vài cái để mà xài. Cử nhân tâm lý học, cử nhân giáo dục học, cử nhân quản trị doanh nghiệp, thạc sĩ tài chính nước ngoài, tiến sĩ kinh tế nước ngoài. Khỏi vỗ tay. Má nói anh giỏi nhất Việt Nam, anh tin má. Nhưng đến thời điểm này cái nghề này có cần cái bằng không? Ok, đâu đó người ta vẫn giới thiệu là tiến sĩ, ok. Nhưng anh rất nhục khi đơn giản anh xài cái nghề này không cần cái bằng tiến sĩ. Các em ạ, người ta gọi là diễn giả gì đó anh không quan tâm. Nhưng anh hiểu một việc, cái bằng của anh không có giá trị nhiều với cái nghề của anh. Có hay không là Quỳnh Anh Bình. Các em có thể lên cái bài đăng anh vừa mới chụp với một bạn nữ sinh ở trường An Hòa. Hình như nãy giờ chưa cách 4 tiếng mà nó đã chạm cột mốc gần 9.000 like. Không có gì đâu các em, má anh nói anh giỏi nhất Việt Nam. Bạn muốn nói với các bạn là gì không? Người ta yêu thương Anh Bình là Quỳnh Anh Bình chứ không phải là tiến sĩ Quỳnh Anh Bình. Và nhắc lại một lần nữa, nếu nói bằng đã nói chuyện, có thể Việt Nam anh nằm trong tốt những người có nhiều bằng. Ok. Nhưng đâu đó anh muốn nói bạn là cái nghề, anh chọn đúng nghề, cái nghề nó không phải nhờ cái bằng tiến sĩ mà cái nghề đó là gì? À, một cái nghề diễn giả không cần bằng, chỉ cần bạn có cái gì đóng góp cho xã hội tin, xã hội yêu bạn, đó là diễn giả trong lòng của họ. Bạn muốn nói bạn là gì? Vết sẹo được mang tên nghề nghiệp, nó sẽ đi với bạn trọn đời. Vì sao? Nó sẽ quyết định bạn có hạnh phúc hay là không hạnh phúc. Và muốn nói với các bạn lớp 9 bớt ngây thơ lại. Và hôm nay, một, hạnh phúc, hai, vết sẹo về nghề nghiệp, ba, anh muốn nói điều thứ ba, đó là 4 chữ tình, đem nó về. Chữ tình thứ nhất, hãy trân trọng cái tình bạn thời cấp 2 và cấp 3, đó là tình bạn đẹp nhất. Hãy trân trọng cái đứa ngồi kế bên các bạn, nó rất tuyệt vời. Nếu nói tình bạn, anh muốn nói với các bạn một câu, nếu nói tình bạn thì nhìn vào tình bạn của Doraemon và Nobita mà làm bạn. Cái kết của Doraemon và Nobita là gì? Ai biết? Chính xác chưa có cái kết. Vì sao? Chàng trai rất là thông minh. Vì đơn giản cái người làm ra cái bộ truyện Nobita và Doraemon đã qua đời rồi. Nhưng trên mạng vẫn lan truyền những cái kết rất là đẹp. Họ xây dựng nhiều cái kết câu chuyện tình bạn của Doraemon và Nobita. Nobita là một thằng dở hơi. Nhưng Doraemon không bao giờ bỏ bạn. Chân thành nằm chỗ đó, tối nay về nhà nằm gác chân lên trán suy nghĩ. Trán thằng bạn. Tự vấn lương tâm, một mình đã chân thành với bạn mình chưa? Hay là mình gọi là bạn mà mình chưa chân thành? Nhiều người gọi nhau là bạn trên bàn nhậu, ok ta với mày bạn sao bàn nhậu nói xấu nhau, người Việt Nam nhiều thằng như vậy. Người Việt Nam rất tốt nói xấu nhau, anh trai hiểu vì sao? Khoa học chưa nghiên cứu được. Và tiếp tục câu chuyện được mang tên là nhìn thẳng vào mặt thằng bạn hỏi một câu, ê mày chân thành với tao chưa? Ok. Và hứa với Anh Bình, làm bạn một cái gốc của vấn đề là bạn chân thành sẽ là bạn, một đèo tay chân thành khi làm bạn, hứa với nhau của đó. Điều thứ hai, ngay thời điểm này đừng nói dối với mình nữa. Tuổi này mà chưa yêu gì, tình thứ nhất tình bạn, tình thứ hai là tình yêu trai gái. Để đâu? Em ai đâu? Giơ tay. Để dữ vậy. Tốt. Để là tốt. Và anh xác nhận trong tất cả các trường anh đi, trường mình là một trong những trường có tỷ lệ là nghi thư trong trắng nhiều nhất ở đất Bình Định. Ok. Ok ha. Nhưng vui thôi, các bạn thân mến, hỏi lại một câu y như hồi nãy, ai phát hiện đứa bạn mình nó đã từng yêu giơ tay thắng. Xào xào với nhau. Tuổi này mà chưa yêu là yếu. Anh yêu từ năm lớp 6. Nhỏ kia nó thèm anh, thèm chăm sóc anh. Ánh mắt đen tối rồi nè. Và nói các bạn, ế có hai dạng. Dạng thứ nhất, ế là những đứa chịu đựng được cô đơn, và những đứa chịu đựng được cô đơn là những đứa mạnh mẽ, những đứa ế rất mạnh mẽ, một dạng có tài mạnh mẽ. Dạng thứ hai, mười mấy tuổi, mười mấy năm sống, 14, 15 năm mà chưa được ai yêu thì coi lại cái đứa căn lợn của mình. Ok nha, ở đứa nào. Một tình bạn được mang tên chân thành, hai tình yêu được mang tên chung thủy, và yêu là để cưới, một đàn hổ tay, yêu là để cưới. Ok. Nhưng tuổi này tình yêu tuổi học trò, yêu nhau thì yêu nhau đẳng cấp thì đứng lên giữa đường á, nắm tay nhau. Mọi người ơi, hàng xóm ơi, làng nước ơi, I love you. Yêu nhau thì dắt bạn về nhà ăn cơm. Đẳng cấp thì đó mới là yêu, chứ không phải là yêu nhau mà giấu giếm. Và quay nhớ lại, bạn yêu nhau thì giúp nhau. Cái tuổi này ai mà cấm được các bạn yêu. Tình yêu nó lạ lắm. Đó là cảm xúc. Cảm xúc là không ai biết được ở đâu, nó tới là nó tới đâu. Đang chạy xe ngoài đường thấy nó đứng ngang cầu điện thôi. Ô, xùi bọc mép rồi, yêu. Nó không có biết được. Mình yêu nhau mới lạ lắm. Đang có bụng từ kia nó cầm cái bánh ăn nửa cái là thôi tao ăn nữa tao no cho mày. Ôi trời ơi, có người thương mình đang đói, ôi thế là yêu. Không có diễn tả được. Xuân Diệu là ở Bình Định mà, đúng không? Nhà thơ của tình yêu có những câu rất hay, đúng không? Rất là lạ. Và nhắc lại, hứa với mình, bạn là chân thành, yêu là chung thủy, một đèn pháo tay chung thủy khi yêu. Điều thứ ba, chữ tình thứ ba đang gửi các bạn được mang tên tình yêu ba mẹ. Cẩn thận với câu nói này của anh Bình. Ngoài kia là container. Anh nói câu này đừng giận anh nha. Đừng giận anh nha. Một, mỗi sáng mở mắt ra là ngày các em xa ba mẹ càng gần. Đó là luật chơi. Và hai, trên đời này không có cái gì chắc chắn cả. Vì sao? Bạn thân của anh ngồi kế bên trào nước mắt. Khi mẹ anh gọi cho anh bắt máy điện thoại lên. Dạ con nghe má. Anh miền Tây. Và dùng từ má là từ rất là gần gũi, miền Tây. Và cô gái trào nước mắt vì sao? Vì đơn giản, rất lâu rồi không có ai gọi cho cô gái. Vì tai nạn giao thông, ba mẹ cùng mất một lúc. Cái bữa cơm gia đình rất quan trọng. Nhiều đứa bắt đầu lớn rồi, các em không nhận thấy à? Càng ngày các em càng xa ba mẹ. Anh nhắc lại các bạn một câu rất rõ, càng ngày các em càng xa ba mẹ. Mẫu giáo, sáng đưa chiều đón. Cấp 1, có thể đưa đón. Cấp 2, nhiều bạn tự đi. Cấp 3, tự chủ động. Nếu các em chọn lên đại học cao đẳng, các em sẽ xa nữa. Và không khéo bữa cơm gia đình hôm qua, chiều qua các em ăn cơm với ba mẹ đó, hoặc trưa nay, đó có thể là bữa cơm cuối cùng. Anh nhắc lại, trên đời không có cái gì biết được. Anh kêu gọi các bạn trân trọng ba mẹ. Nhiều đứa bỏ quên chữ hiếu. Và nhiều đứa bước ra đường mà vẫn oán trách ba mẹ, vì đơn giản ba mẹ cho nó ít tiền. Nhiều đứa bỏ quên cái nỗi vất vả của ba mẹ nó. Và đến một lúc nào đó các em sẽ trả giá bằng cách các em ôm cái quan tài của ba mẹ nói một câu: mẹ ơi, ba ơi, cho con xin lỗi. Xin lỗi các bạn, đến lúc đó ba mẹ không có nghe nữa. Và hứa với mình, con là phải hiếu, và hiếu để làm con. Một tràng pháo tay thống nhất với nhau, hiếu để làm con. Và chữ tình thứ tư, ngoài tình bạn, ngoài tình yêu trai gái, ngoài tình yêu ba mẹ, anh chị lên phong sân khấu, đó là tình yêu nghề nghiệp. Và muốn nhắc với các bạn ngay thời điểm này, trong tất cả những chữ tình kia, có chắc là chữ tình nào nó sẽ đi với các bạn trọn đời không? Kéo là nhưng mà phải bị trước cái tay này. Chị hai kéo cái tay chứ không phải là kéo cái áo. Kéo cái tay áo này, ok, kéo cái tay áo chứ cái này à. hôm nay được không? Cặp giùm anh đi. Hứa anh sẽ tặng quà cho em, món quà tinh thần. Tí nữa anh sẽ cho thành viên để em, ok ha? Anh thích những dáng người phụ nữ mà nó ngồi hàng đầu như em á, anh quý những người phụ nữ đương đầu, anh thích lắm. Thế thì lại muốn nói bạn là gì à? Chưa chắc thằng bạn thân đến bạn đoạn đời đâu, tỉnh lại đi. Ngồi xuống rồi. Cẩn thận với thằng bạn đang ngồi kế bên, anh nói trước. Vì sao? Xin lỗi các bạn, nếu thằng bạn của bạn tốt, bạn sẽ tốt lên, còn thằng bạn của bạn tồi nó sẽ kéo cuộc đời các bạn xuống dưới hoặc có thể là tù tồi. Anh đã từng thấy những người bạn như vậy rồi. Và hứa với nhau cẩn thận với thằng bạn. Xin lỗi, tất cả thói hư tật xấu của bạn ngay thời điểm này đều do hai cái, một xã hội, hai thằng bạn. Bạn đâu có chạy xe nạt cô đó, nhưng thằng bạn của bạn nó chạy xe một bánh. Ok. Bạn đâu có game online đó, nhưng thằng bạn của bạn nó hít sọt. Ok. Bạn đâu có rượu bia đâu, nhưng thằng bạn của bạn uống 5 chai. Và bây giờ bạn 10 chai, nó xui một em. Ok. Đúng không? Bạn đâu có hút thuốc đâu, nhưng thằng bạn của bạn nó hút thuốc. Bạn đâu có quăng tục chửi thề đâu, nhưng thằng bạn của bạn nó đờ mờ. Ok. Và một việc nhỏ nhất thôi, tay phải vô thẳng tay phải, dồn cảm xúc cho thằng bạn, nói nó một câu và bỏ vai nó, chúc bạn thành công, bắt đầu. Ok. Một, thằng bạn không đi với bạn trọn đời nếu các bạn làm bạn á. Và chữ tình thứ tư anh nói bạn, nếu các bạn đúng nghề, các bạn giỏi nghề, các bạn sẽ hạnh phúc, các bạn sẽ giàu có, các bạn sẽ thành công. Bạn sẽ lo được cho thằng bạn của bạn khi thằng bạn của bạn gì? Dạ, nó khó khăn. Hơn nhau là lúc khó khăn còn lo cho nhau các bạn. Nhìn vào Cristiano Ronaldo á, tình bạn đó là tình bạn cực kỳ tuyệt vời. Cristiano Ronaldo bước cho câu lạc bộ hai thằng đá bóng, hai thằng bạn thân đá bóng giỏi. Câu lạc bộ chỉ kiếm một thằng thôi. Và thằng bạn thân Ronaldo nói câu là tao nhường cái xúc đó cho mày. Và từ cái việc nhường cái xúc đó cho mày, Ronaldo đã trở thành siêu sao và anh ta rất giàu có. Và nói vui với các bạn một câu chuyện như thế này, đó là gì à? Ronaldo giàu có nhưng đến thời điểm này Ronaldo không bao giờ bỏ bạn. Một, nhìn cho kỹ, 16 năm nay những trận chung kết siêu kinh điển cấp câu lạc bộ và cấp quốc gia đều có thằng bạn thân ngồi khu VIP với mẹ và vợ của Ronaldo. Các bạn không để ý, nhìn cho kỹ, trên những chiếc siêu du thuyền sau mỗi mùa giải lúc nào cũng có thằng bạn thân của Ronaldo ngồi kế bên Ronaldo để cùng thụ hưởng. Và nhìn cho kỹ, tất cả cơ ngơi làm ăn của Ronaldo đều giao cho bạn quản lý, vì đơn giản là hai đứa rất thân với nhau. Nhớ, nếu đúng nghề giỏi nghề bạn sẽ lo được cho bạn của bạn. Hai, nếu đúng nghề giỏi nghề bạn sẽ lo được cho người các bạn yêu thương, lấy làm chồng, lấy làm vợ. Anh có một câu rất mắc nết, người ta không thích anh nhưng anh vẫn nói thẳng. Tại những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, lương 5 triệu đừng yêu ai, anh vẫn nói như vậy, nói thẳng với nhau như vậy, giận thì cứ giận. Nói ra sẽ đụng chạm nhiều người làm nhà nước lương thấp, không, anh không nói chuyện người nhà nước, anh nói những người làm bên ngoài. Và chia sẻ bạn là gì à? Lương 5 triệu, xin lỗi bạn lo cho bạn còn không xong. Lương 5 triệu đừng cưới ai, vì đơn giản hai vợ chồng sẽ cực kỳ khó. Và lương 5 triệu đừng sinh con, vì bạn sẽ làm khổ con của bạn. Nói ra thì thành giận, nhưng ở những thành phố lớn lên đó mà trải nghiệm. Đừng tin Quỳnh Anh Bình, đó là góc nhìn của Quỳnh Anh Bình. Các bạn có được quyền không tin, chửi thì cứ chửi, lên đi rồi sẽ thấy. Và anh đã từng thấy những cặp vợ chồng nghèo khổ, họ ly dị nhau cũng vì tiền bạc. Anh đã từng thấy, chứng kiến đứa con bị bệnh và hai vợ chồng không có tiền chữa bệnh, người cha người mẹ phải bán máu để mua thuốc cho con. Và anh đã từng thấy có những cặp vợ chồng họ khổ đến mức là vợ chồng chạy xe máy ra đường chở theo vợ và tai nạn xảy ra một cái đùng, vợ đang có bầu rất lớn và té lăn đùng dưới đường. Anh đã từng thấy. Và anh nhắc lại bạn, với chương trình thứ tư, bạn đúng nghề, bạn giỏi nghề, bạn thành công, bạn giàu có, ngoài bạn ngoài vợ bạn sẽ lo cho ba mẹ bạn rất tốt. Đừng có quên ba mẹ các bạn đang già đi, đừng có quên ngôi nhà đó phải được sửa lại, đừng có quên bữa cơm gia đình các bạn phải thay đổi. Và nhiều người để ba mẹ sống trong nghèo khó. Anh Bình làm được gì rồi? Bình giả nói thẳng nè, anh chăm sóc ba mẹ anh rất tốt, ai cũng biết, tại đồng xoài ai cũng biết. đó là thành phố. Anh nè mua tặng ba mẹ 2 căn nhà nè. Và nhắc lại với các bạn, cái chữ hiếu rất là cao. Và chia sẻ bạn nha, anh nhắc lại, anh rất chỉnh chu. Anh sợ đến mức cái kiểu là anh phải mua xe hơi trước khi lập gia đình. Bởi vì anh rất sợ vợ anh có thai lớn mà phải chạy xe máy. Anh rất kỹ cái chỗ đó. Vì anh hiểu sống với tồn tại khác nhau. Các anh chưa hiểu cuộc sống đâu. Cuộc sống nhiều người rất thành công và giàu có, họ rất là giỏi cái nghề đó. Chỉ cần 2 cú điện thoại thôi, họ bỏ vào tài khoản họ 10 tỷ. Anh chứng kiến 10 tỷ. Anh không đến đây để nổ với các em. Và nhắc lại, có những bữa tiệc ăn nhậu anh đã từng được chịu người ta mời, anh có tiền mời người ta đâu. Và cái bill họ trả ra gần 200 triệu. Các em không hình dung được cái đó đâu. Những cái đồng hồ Rolex 50.000 đô họ lột nhau, họ tặng trên bàn nhậu. Những cái điện thoại vừa tu á, những cái iPhone này trả là gì với những người thành công đâu, họ không có xài. Và xin lỗi 300-400 triệu họ lột, họ cầm điện thoại và họ tặng nhau, họ mua họ tặng nhau rất nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng. Có những chai rượu anh đứng kế bên anh không dám đụng tới vì anh sợ nó đổ, nó 800 triệu. Và họ vẫn rót, họ mời nhau. Nếu các em chấp nhận cuộc sống nghèo khó, ok, các em cứ sống bình thường, không có gì với anh, đâu ảnh hưởng tới anh đâu. Ok. Còn nếu các em muốn thay đổi nó thì chính bản thân các em sẽ thay đổi. Các em sẽ thay đổi qua góc nhìn của ngày hôm nay, đó là hạnh phúc, đó là vết sẹo. Các em sẽ thay đổi qua góc nhìn đó là gì? Chữ tình thứ tư. Nó sẽ quyết định tất cả những chữ tình còn lại. Và một tràng pháo tay đem 4 chữ tình mang về. Hứa với nhau một đó. Vì người chọn sai nghề lắm các em. Anh kể cho các bạn nghe nè. Những người chọn sai nghề và 237.000 thạc sĩ cử nhân đang thất nghiệp ngoài đường. Vì sao họ sai nghề, họ sao họ thất nghiệp các bạn? Anh nói các bạn, cái món quà thứ tư anh trao gửi các bạn: tỉnh táo và thay đổi lớp 8 và lớp 9, bớt hồn nhiên lại. Ngon lắm. Anh thích em lắm. Lọt nón đưa cho bạn ngồi kế bên. Anh thích em lắm. Đấy mới là nhân bình định đó. Ngon ha. Ôi, cái dáng ngon ha. Giữ tính ổn ha, lọt đưa các bạn nữ cái bên ha. Ôi, chưa bao giờ thấy hình ảnh nào nó đẹp như vậy hết. Ước gì quay lại cái tuổi này ha. Ngồi kế bên nhau luôn kìa. Rồi sát luôn. Rồi, hai đứa mang dép giống nhau luôn. Trời ơi, dễ thương quá trời ha. Đó là vậy, mấy đứa tự nhiên lột nón trao nhau cái đầu là sụp mép mà nó làm cuộc sống đó vậy. Gẹo với các bạn một câu là gì? Tỉnh táo lại. 4 lựa chọn coi cuộc đời các bạn. 1. Đủ tâm tầm tài đức thì làm cho nhà nước. Nhưng anh cảnh tỉnh các bạn, làm cho nhà nước là làm thuê, làm thuê cho nhà nước hết. Hiểu cho nó rộng ra. 2. Làm cho nhà nước. Câu chuyện được mang tên là gì? 2021 không còn viên chức trọn đời nữa. Đừng có yếu đuối vào nhà nước để nhà nước lo cho tương lai của mình, lo cho cuộc đời của mình. Kỳ vậy. Làm cho nhà nước là 4 chữ: tâm tầm tài đức và cống hiến cho nhân dân. Làm cho nhà nước chắc ăn lương sẽ thấp. Một hướng đi thứ nhất, nhà nước. Còn đứa nào có suy nghĩ tiêu cực vào nhà nước để làm cái gì đó, để trục lợi gì đó, xin lỗi các bạn, các bạn chết không có nhắm mắt đâu. Đừng cầm những đồng tiền của nhân dân, đó là xương máu của người ta đó. Điều thứ hai, hướng đi thứ hai ngoài nhà nước, Việt Nam không thiếu những tập đoàn lớn. Người anh của anh, người bạn của anh thôi. Tại gọi là anh thôi, anh quý tụi anh thôi chứ bằng tuổi. Anh ta lương 1 tháng 80 triệu bình thường. Và tới Tết năm nào cũng được hưởng từ 1 tỷ 2 cho đến 2 tỷ. Bình thường. Các bạn giỏi thì các bạn sẽ được như vậy thôi. Nỗ lực. Hướng đi thứ ba, tư duy cho rộng ra. Đừng nghĩ chúng ta sẽ làm việc ở đây. Đừng nghĩ làm việc Quy Nhơn, đừng nghĩ làm việc Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Sai rồi, ra sân bay Tân Sơn Nhất mà nhìn. Cụm cảng hàng không quốc tế á. Cứ chiều thứ Sáu, rất nhiều chuyên gia nước ngoài xách cái vali nhỏ, người ta lên máy bay, bay về nước của họ. Nước của họ là ai? Philippines, Singapore, Indo, Malaysia. Bay có 2 tiếng là tới tiếng nhiều. Anh bay rồi anh biết. Và chia sẻ với anh, họ bay về họ chơi với gia đình. Chiều Chủ nhật họ bay qua đây và chúng ta thất nghiệp ngay tại sân nhà. Vì chúng ta không cạnh tranh nổi với người nước ngoài. Vui với các bạn, cái này hơi nhục nhưng mà hơi đau rồi. Một thằng Singapore nó ước nó được 1/10 của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nó không được. Hai, nó có 5 triệu dân thôi nhưng GDP nó làm ra 5 triệu dân làm ra GDP cao gấp 16 lần 90 triệu dân của người Việt Nam. và chìa khóa tất cả công ty lớn đều nằm ở Singapore. Tất cả quỹ đầu tư lớn đều nằm ở Singapore. Và anh muốn nói với các bạn là gì ạ? Tư duy động ra, các bạn có quyền làm việc ở Đông Nam Á, làm việc toàn cầu. Và hướng đi thứ tư ngoài nhà nước làm tập đoàn Việt Nam, làm việc nước ngoài, được mang tên khởi nghiệp. Tự mà khởi nghiệp và các bạn sẽ tạo những cơ đồ. Hôm nay có mặt ở đây Bamboo Airways, Trịnh Văn Quyết. Bamboo là tre và tre tượng trưng cho người Việt Nam, thánh chống sức mạnh và quân tử. Bamboo Airways đang bay trên bầu trời gì à? Bầu trời thế giới. Niềm tự hào. Nhìn thẳng vào đồn Nguyên Đức, cụm từ Hoàng Anh Gia Lai chạy trên cái sân vận động Emirates, giải Ngoại hạng Anh số 1 của Anh Tinh. Nhưng một câu chuyện của một người rất là đẳng cấp là những người phụ nữ quyền lực, được mang tên là gì? Cô Lương Kèo Liên, bà chủ của gì à? Của gì à? Vinamilk. Nhìn vào cô Dung, người nâng tầm vẻ đẹp phụ nữ lên, đó là gì? Bà chủ của BNC, dòng trang sức BNC. Nhìn vào câu chuyện được mang tên là gì à? Dạ, một người đàn ông nữa rất đẳng cấp, thay đổi rất nhiều hình ảnh bộ mặt của đô thị Việt Nam, được mang tên là gì à? Phạm Nhật Vượng, với những tòa nhà Vincom rất cao, với VinFast, VinSmart, với với câu chuyện là Landmark 81. Landmark thiết kế dựa trên cụm tre, cây tre Landmark 81 là cây tre cao nhất, còn những cái tre khác nữa. Và Trịnh Văn Quyết, xin lỗi là Phạm Nhật Vượng, nói một câu là gì? Cây tre của người Việt Nam phải cho người Việt Nam làm. Công ty nước ngoài trúng thầu chứ không phải công ty Việt Nam. Coteccons là công ty xây dựng chỉ có thể xây được 60 tầng thôi, nhưng Landmark 81 là 81 tầng. Và chính người chủ của Việt Nam Phạm Nhật Vượng alo cho hội đồng quản trị Coteccons: các anh đón máy bay Manada đi, tôi muốn các anh sẽ là người nhận trách nhiệm xây tòa nhà Landmark 81 cây tre Việt Nam. Và anh nhắc lại với các bạn, ở đâu đó hướng đi thứ tư các bạn có quyền làm chủ, và 4 hướng đi đem nó vào để đem về, để sau này lựa chọn cho mình hướng đi nào đó là hợp lý. Một đàn có tay, món quà thứ tư, 4 hướng đi. Anh Bình ơi, sao người ta chọn tay nghề nhiều vậy? Bình ngay thời điểm này anh nói lớp 9 nè, nói lớp 10, 11, 12 nè, nói nhiều bạn ngồi đây nè. Làm ơn đừng có quan tâm câu chuyện thất nghiệp. Thất nghiệp là chuyện của người thất nghiệp nhà nước lo chứ không phải bạn lo. Ok, bạn lo bạn đi. Thất nghiệp câu chuyện được mang tên là gì? Những đứa dở, những đứa không được doanh nghiệp chọn, những đứa học sai ngành, những đứa học đúng ngành nhưng không nỗ lực, và cuối cùng nó thất nghiệp. Chuyện thất nghiệp của nó. Chuyện tiếp theo, quốc gia nào cũng có người thất nghiệp. Chuyện tiếp theo, Việt Nam tốt những quốc gia thất nghiệp tỷ lệ rất thấp. Và chuyện tiếp theo, cảm ơn những đứa thất nghiệp, cảm ơn tụi bay thất nghiệp để trường việc làm lại cho tao. Một tràng của tay hiểu cho đúng về thất nghiệp. Ok, không sợ nữa. Tiếp tục anh dặn các bạn vài điều ngay thời điểm này. Chọn sai nghề vì sao sai? Một, các em chạy theo ngành hot. Anh nói lại một câu, ngành hot là có thật, trường hot là có thật, nhưng doanh nghiệp chỉ tuyển người hot. Lớp 9 thân mến, năm sau 16 các em sẽ dấn thân vào thị trường lao động. Vui với các bạn, anh nói chân thành một câu, nếu các em lựa chọn cái hướng đi ngắn, tầm nhìn ngắn. Ok anh Bình ơi, công nhân lương 8 triệu mấy, cử nhân ra trường 5 triệu, em làm công nhân, ok tốt. Nhưng anh cảnh tỉnh các bạn, nhìn vào những nhà máy nó tuyển dụng công nhân lao động phổ thông á, nó ghi một câu gì? Tuyển nhân sự từ 18 tới 30, sau 30 đi đâu? Khôn ra chưa? Sau 30 đi đâu? Ai ở đây có ba mẹ làm công nhân? Anh nói thẳng một câu, đừng giận. Công nhân làm việc rất vất vả. Nhiều học trò của anh đi học ban ngày đi làm công nhân, buổi tối đi học liên thông, đi học thêm á. Bạn nói một câu rất chua xót: thưa thầy, có nhiều ngày em đi làm và về nhà không thấy được ánh nắng mặt trời. Tin hay không thì tùy. Sáng đi rất sớm, 5 giờ mấy lọ mọ đi, vô xí nghiệp làm miệt mài tăng ca tới tối về không thấy ánh nắng mặt trời. Công nhân lao động tay chân rất dễ bị ức hiếp, vì đơn giản bạn không có cái gì hết, bạn chỉ có sức lao động. Em gái anh Bình vẫn đang là công nhân, anh hiểu điều đó. Và tiếp tục một câu chuyện nữa, sau 30 người ta tại sao lại người ta không tuyển anh Bình? Xin lỗi các bạn, sau 30 bạn làm việc nhiều năm, thâm niên cao, người ta có xu hướng đuổi bạn vì lương bạn cao. Sau 30 sức khỏe các bạn sẽ bắt đầu đi xuống, và chúng tôi cần sức lao động, và họ lại tuyển người trẻ. Và sau 30 nếu ba mẹ các em làm công nhân lao động tay chân, đôi lúc ba mẹ các em sẽ cực kỳ khó khăn. Hai chàng thanh niên là công nhân, Người miền Trung nói thẳng nhau luôn, hình vật. Câu chuyện gì nói thẳng thì nói thẳng, lên mạng mà đọc không cần tin anh. Chiều 27 Tết, câu chuyện rất buồn. Hai chàng thanh niên 27 âm lịch dắt xe máy chạy chở nhau ra đường đi cướp. Và khi cướp và bị công an bắt lại thì hai chàng công nhân nói những câu rất là đau xót. Một, chúng tôi đói quá, chúng tôi bắt buộc phải đi cướp vì rất nhiều ngày chúng tôi không có cái gì mà ăn. Thất nghiệp. Thất nghiệp đó các em, vì không chịu học, không có nghề. Hai, chúng tôi cướp để kỳ vọng mua được một cái vé xe để chúng tôi về quê ăn Tết với gia đình. Đó là câu chuyện xảy ra tại Bình Dương, rất là buồn. Và quay trở lại với các bạn, các em chọn sẽ nghề. Một, ngành hot nhưng các em không hot. Hai, các em chọn vì tiền. Anh ghét nhất đứa nào chọn nghề mà đặt cái đồng tiền lên. Anh nó hỏi anh một câu: anh Bình này, em muốn trở thành ca sĩ tốt, tại sao? Em muốn được nhiều tiền. Xin lỗi bạn, bạn bước vào showbiz gọi như vậy đi là nghệ thuật, là cống hiến. Còn có được tiền nhiều hay không là do năng lực, nỗ lực, đôi lúc là cái duyên và tổ nghiệp đãi bạn. Còn bạn bước đây gì vào đây chỉ vì tiền, xin lỗi bạn, làm ơn. Showbiz không cần những người như vậy. Còn chia sẻ bạn, nhiều người nhìn vào đồng tiền của anh kiếm được từ cái nghề diễn giả. Em muốn làm giống anh Bình vì đơn giản em muốn nhiều tiền. Sao bạn không nhìn những lúc tôi không có tiền? 5 năm tôi đi dạy miễn phí để có được một thương hiệu Quỳnh Anh Bình. 5 năm nào tôi cũng đi dạy kỹ năng ở các trường nào. Tôi gom hết tiền tôi đi nói chuyện hướng nghiệp miễn phí. Mà tôi hỗ trợ học sinh, tôi thương học trò. Tôi chọn sai, tôi không muốn học sinh chọn sai nữa. Tôi muốn học sinh tốt lên, còn nó bước vô nghề nó chỉ nghĩ tới tiền. Anh nói một câu, nếu bạn muốn tiền thì bạn đi hỏi người khác, đừng hỏi Quỳnh Anh Bình. Nhiều người chọn nghề vì tiền, đó là cái sai thứ hai. Trong nghề nghiệp, lớp 9 tỉnh táo. Trong nghề nghiệp các em đi chọn nghề là chọn thành công. Thành công với nghề thì tiền nó sẽ tự mò tới. Anh thành công với nghề này, tiền nó tự mò tới, chứ không phải chọn vì tiền. Tiếp tục cái sai thứ ba, các bạn rất sai bởi những người xung quanh các bạn. Một, sai do thằng bạn. Anh vẫn nhắc lại, trong nghề nghiệp các bạn thường chọn thằng bạn để tư vấn. Trong khi hai đứa, anh sợ nhất là hai đứa ngu mà chơi thân với nhau. Anh đã từng chứng kiến những đứa ngu chơi thân với nhau và nó tạo ra một cặp gì ngu đoàn kết và vững bền. Hai đứa ngu nói chuyện với nhau chán lắm các em. Anh đã từng chứng kiến, anh ngồi phía sau nó ngồi phía trước. Hai đứa học sinh lớp 9 lớp 12 vậy nó không để ý nữa. Nó ngồi phía trước hay lớp 10 gì lại, cái nó lớn hơn lớp 9, nó nghĩ từ lớp 9 tới lớp 12. Đứa con trai ngồi kế bên, đứa con trai ngồi kế bên, hai đứa chơi thân. Uống cà phê bên ngoài này mưa, bữa đó không làm hướng nghiệp được vì ngày mưa. Quán cà phê nó bấm mặt ngồi ngoài đường, quên có đúng kia đường, không phải trường mình nha. Anh ngồi phía sau nó không để ý, rồi nó cũng chẳng biết anh. Và chia sẻ với các bạn câu chuyện là gì? Hai đứa có một điều đặc biệt. Thứ nhất, trời mưa bên ngoài lớp Pháp đẹp lắm, Đông Nam Bộ mưa đẹp lắm. Điều thứ hai, hai ly cà phê tí tách rơi, Pháp Hiên á. Điều thứ ba, thầy nó hút thuốc, nó hút ba số ăn nữa, chơi lớn. Cà phê thì đang nhiễu từng giọt, mưa thì đang rơi bối rối. Và vì cảm xúc trào dâng mà nó cầm, thằng bên trái cầm điếu thuốc lên bật lửa, kéo một hơi hà vào hư không. Ê mày, tao thấy vậy. Hôm nay hướng nghiệp mình không đi là đúng. Nó mắc dạy không? Trong khi đó anh ngồi phía sau nó đó. Nó nói câu rất là thấp là gì à? Học đại học cũng thất nghiệp, học cao đẳng cũng thất nghiệp, học trung cấp cũng thất nghiệp, học nghề cũng thất nghiệp, vậy mình học chi mày? Tụi nó nói làm anh nổi da gà luôn á. Nó nói làm anh nhớ về quá khứ của anh luôn mà cũng đúng. Bạn ăn cái bạn cuối cùng đi làm gì đâu mà? Đứa cái bên trầm ngâm suy tư, vuốt râu. Nó đùa đó. Và cũng cầm cái thuốc lên, đốt lên, kéo một hơi, phà vào hư vô. Và nó quay qua thằng bên trái, nó nói một câu đẳng cấp luôn: ừ, mày nói đúng. Thì thôi. Và chia sẻ bạn là gì? Chọn nghề rất dễ sai vì thằng bạn. Anh đã từng chứng kiến. Tôi hợp hướng đi lớp 10, còn mày thằng kia hợp hướng đi lên học nghề, giờ học nghề giờ học văn hóa, phân luận. Nhưng cuối cùng nó nhiều dắt nhau đi học nghề sạch hết. Và cuối cùng là gì? Những đứa học văn hóa 11, 12 nó giỏi về văn hóa, những đứa học nghề nó giỏi về nghề, nó không giỏi về văn hóa lắm. Ok. Và cuối cùng là gì? 5 đứa cùng đi học, sau 3 năm, sau 2 năm chỉ còn đúng một đứa thôi, còn 4 thằng còn lại xù một em vì nó quá hợp. Và anh cũng là chính là nạn nhân của thằng bạn. Anh rất hận mấy thằng bạn thân. Anh nói đùa lắm, quý nó lắm. Nhưng trong nghề nghiệp, nỗi niềm của Quỳnh Anh Bình, cả thế giới đều biết. Nói đùa đó, mấy đứa biết. Thằng bạn thân tên là Lê Tấn Lộc. Có Lộc không? Có ha. Anh quý Lộc lắm. Lộc à, chúc em hạnh phúc nha. Hồi xưa anh báo chương trình phân luồng này đó, các em mới có đây thôi. Đó, cái phân luồng á là hết lớp 9 á, có thể đi học lớp 10, hoặc có thể vừa đi học nghề vừa học văn hóa đó. Đó, tí nữa thì Bình nói. Và chia sẻ với các em một câu rất là buồn. Buồn này nó quay qua nói, ê Bình, tao mày chơi thân nhau, tao hỏi mày thật lòng tao nha. Hớ, mày sau này mày muốn làm gì? Anh trả lời tao muốn làm giáo viên. Và nó nói một câu đẳng cấp anh quê Long An nè, nó là mày muốn làm giáo viên mày phải đi học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ok đúng. U, cảm ơn mày Lộc, mày đã khai sáng tao. Hồi xưa không có internet, không có gì hết á. Điều tiếp theo là gì? Ê Bình, mày muốn dạy môn gì? Anh trả lời tao muốn dạy môn lịch sử. Và nó nói một câu rất đẳng cấp, mày muốn dạy lịch sử thì mày phải học môn lịch sử, thi vào ngành lịch sử của Đại học Sư phạm. Ok, cảm ơn mày Lộc. Và câu thứ ba nó hỏi mà anh đứng người luôn, mày biết làm hồ sơ thi đại học không? Anh trả lời một câu, không. Có biết đâu mà làm, trước giờ có làm đâu. Nó nói câu, mày đưa hết hồ sơ đây tao làm giùm mày. Vì đơn giản là gì bạn thân, điều thứ hai tao làm xong rồi, tao nộp rồi, cô đồng ý rồi. Và tao làm đúng, tao làm cho mày. Và nó cảm ơn mày Lộc. Đó là tình bạn tuyệt vời. Nó giống như Doraemon. Anh là Seiko. Anh nói đùa đó. Và chia sẻ với các em rất là vui là gì? Nó làm cho anh, nó nộp cho anh luôn. Và nó tài trợ anh 30.000 lễ phí dự thi. Bạn thân. Và đến một ngày rất là đẹp trời, thầy phó trưởng tung mời tất cả lớp trưởng lên văn phòng hiệu trưởng, đến văn phòng nhà trường để nhận giấy báo dự thi về phát cho lớp. Anh chạy đầu tiên, hình như lúc đó có 6 lớp 12, anh là 12 2. Anh chạy lên trển cầm một sấp giấy như này, 45 đứa, lớp anh 45 đứa. Anh không quan tâm 45 đứa, ở lộn 41 đứa, anh chỉ quan tâm anh thôi. Anh tìm cho cố cho ra cái tờ giấy của anh. Và các bạn đã tìm ra rồi, nhìn lên mà trào nước mắt. Một, trường dự thi Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, hạnh phúc, cảm ơn mày Lộc, cảm ơn thầm trong bụng chưa gặp nó mà. Hai, người dự thi Huỳnh Anh Bình, Huỳnh Anh Bình, chính xác, đội đơn mày Lộc. Ba, ngành dự thi Trịnh Văn. Cái khúc này nó dướng nè, không phải là ngành lịch sử mà là vô cùng hoành tráng 4 chữ tâm lý giáo dục. Và anh hết hồn, anh chạy về, nó im lặng. Bài hát hoang mang của Hồ Quỳnh Hương ra đời từ đó. Và sau đó là gì? Em làm tao đi dục là cái gì? Nó là cầu tao cũng không biết nữa. Các bạn thành mất dạy vậy chưa? Tao em biết sao mày làm một sao cho tao? Nó là con rất đẳng cấp. Nó nói câu mà anh thay đổi cuộc đời luôn. Ngành này không ai thi, mày thi chắc mày đậu. Cẩn thận với thằng bạn. Dạ. Đó là website thứ 4, website thứ 5. Dạ, nhiều đứa chọn ngày đây đó. Chọn vì con gấu. Tôi họp với học nghề, còn gấu nó bắt tôi lên học lớp 10, 11, 12 để làm gì? Để hai đứa gần nhau, tiện thể chăm sóc cho nhau. Anh hỏi một câu đừng giận nha, những người đang yêu nhau ngồi đây. Kiểm tra toàn cái huyện này có bao nhiêu cặp tình nhân từ cấp 2 đi đến hôn nhân? Nhiều không? Hiểm lắm. Vì sao? Lên môi trường mới, đại học cao đẳng trung cấp hẹp phân luồng vậy đó. Gấu nhiều lắm. Gấu của bạn chả xi nhê vậy đó. Gấu chạy đây đường. Có những con gấu ngoài Bắc nó vô. Gấu Bắc. Có những con gấu dưới biển nó bơi lên. Lòng nước em. Có những con gấu trên rừng nó xuống. Cực kỳ nhiều lắm. Nhiều đứa rất mất nết. Gấu mà chơi với cờ họ. Và nhắc lại với các bạn là gì? Có nhiều con gấu cờ họ như sau. Đó là tối hôm nay giờ sao? Em đã cấp 3. Theo không? Không theo đúng không? Sugar of you, you wrong. Nhớ nhau câu đó. Và lý do rất phổ biến nữa, các em chọn nghề sai vì sao? Vì một cái nhóm chuyên gia được mang tên nhóm chuyên gia chỉ đạo, được mang tên ngọn núi ba mẹ. Chương trình ngày hôm nay nếu các em về không nói chuyện được với ba mẹ, có một hướng đi thứ hai thì coi như chúng tôi thất bại 50%. Chúng tôi chỉ thành công 50%, đó là hướng nghiệp. Anh Bình phụ trách hướng nghiệp, thầy Bình phụ trách phân luồng. Cho nên chương trình thất bại là do thầy Bình chứ không phải do anh. Ok, nào mình nói trước với nhau cho nó rõ thầy Bình à. Dạ. Các em phải nói chuyện được với ba mẹ. Nhiều người chọn nghề vì ba mẹ. Vì sao? Ba mẹ yêu thương được ba mẹ sinh ra, ba mẹ là tất cả. Cô gái nhảy xuống đồng hồ tự giận để lại tâm thư: ba mẹ ơi đừng ép cái ngành mà ba mẹ thích, con có thích. Chàng trai ở Mỹ, người Việt, mẹ là niềm tự hào bắt con đi học ngành y, đứa con là bác sĩ, làm nhiều năm trong ngành, áp lực không hạnh phúc, về ra tay giết mẹ. Ở Mỹ, lên YouTube mà xem, đừng tin anh Bình. Và muốn nói với các bạn là gì? Có nhiều đứa tội nghiệp lắm các bạn. Nó chọn nghề vì ba mẹ, vì sao? Vì ba mẹ là tất cả. Vì sao? Vì mười mấy năm nay nó có được nói chuyện với ba mẹ đâu. Cái gì nói ba mẹ nói là nó phải nghe. Trước giờ cái gì cũng ba mẹ phải lo. Nào là ăn uống, giặt giũ, quần áo, đi học, thức dậy, mọi thứ ba mẹ đều dặn dò hết. Nhiều lúc ba mẹ ra ngoài đường đi một ngày là lo mấy đứa nhà không có đồ ăn. Và cuối cùng cứ như vậy là cuối cùng làm sao mà chọn nghề được. Bây giờ nói chuyện với ba mẹ hướng đi thứ hai, ba mẹ nói thứ hai là cái gì? Im re luôn, béo. Thôi hướng đi thứ nhất đi. Vậy thì thôi chứ làm ăn gì nữa. Và chia sẻ với bạn là gì ạ? Cô gái rất yêu một cái ngành mà nó không theo ngành truyền thống gia đình. Cô gái lôi ra sau phòng sân khấu. Cô gái nói một câu như là: anh Bình ơi giúp em chừng khoảng 3 phút thôi. Một, ông nội bà nội của em là bác sĩ. Ừ, anh nghe rồi. Tiếp đi em. Ông ngoại bà ngoại của em là bác sĩ. Thật ra dính gì ra đâu. Ba má em đang làm trong bệnh viện. Ok. Tất cả mọi người đều muốn theo bác sĩ. Nhưng một, em không thích bác sĩ. Và thứ hai, em cực kỳ sợ máu. Anh Bình không biết đâu, em giấu ba mẹ. Hồi xưa mà em thấy máu trên tivi là em bỏ ăn 3 ngày luôn. Nó đùa, chắc là cái này ngon, ba má mày chắc là tiết kiệm lắm. Thấy máu là bỏ ăn, thấy máu bỏ ăn. Thì ba má mày chỉ cần đem cái màu đỏ là thấy máu mày bỏ ăn, mày đỡ tốn tiền. Nhưng anh Bình ơi, vì chủ hiếu, ông nội bà nội thương yêu lắm, ông ngoại bà ngoại thương yêu lắm, em đâu có một. Và cuối cùng là gì? Nó nỗ lực em, anh nói câu là: em ơi, bác sĩ thì anh không có ý kiến, nhưng máu mình có thể tập luyện được. Ví dụ mình tập luyện từ cái việc uống xì tin chẳng hạn đó. Đúng không? Mình bắt yêu cái màu khăn hoàng đỏ, cái gì đó đỏ yêu hết cho anh. Mình bắt đầu là yêu xứ sở bò tót rồi kia, màu đỏ rồi cái đó, ví dụ vậy. Anh cứ màu đỏ là yêu hết cho anh. Và vui bạn là: anh Bình ơi, em nỗ lực lắm, em tập rồi, nhưng mà sao em tập được trên tivi thôi, ở ngoài đời không được. Hỏi sao vậy? Bữa kia em đi học em chạy chiếc xe đạp điện, nói chung là nó mất bình điện, em chỉ đạp thôi. Và anh Bình ơi, trên đường đi học em đi ngang và em gặp một cái tai nạn vô cùng hoành tráng. Tất cả những cái nạn nhân người ta lôi vô lề đường rồi. Và em sợ lắm, nhưng mà vẫn dùng can đảm em thử. Em chạy, em ráng, em nhìn xuống mặt đường, em kiếm máu. Em chạy và em cán cái máu cái bẹt, em xỉu một cái rợn. Xe cấp cứu tưởng em bị nặng, em đưa em đi trước. Đó, câu chuyện rất là buồn. Nhưng đến thời điểm này vui với các bạn, anh cũng chẳng quan tâm cô gái đó vì không có thời gian kết nối, hồi xưa không có Facebook. Và hứa với mình: một, đừng chọn nghề vì tiền. Hai, ngành hot là có thật nhưng các em phải hot. Ba, cẩn thận với thằng bạn. Bạn là bạn, mình là mình trong nghề nghiệp. Người yêu giúp mình, yêu thì sẵn sàng chia sẻ, và yêu xa là chuyện bình thường. Vì tôn trọng nhau để đi đến thành công. Và cuối cùng điều thứ 6, đó là gì? Hãy vượt qua ngọn núi được mang tên ba mẹ. Và một tràng pháo tay hứa với mình. Cái thông điệp rất rõ như vậy, một tràng pháo tay không chọn sai. Và trước khi đến với phần phân luồng của thầy Bình, anh xin phép tặng các bạn tặng quà. Chứ quà để lên đó làm gì? Ok, anh xin phép được tặng 5 phần quà cho 5. Thứ hai, lấy hai cái tay mình cầm chặt lại và đấm lên cái đùi của mình phía trước. 1, 2, 3, đấm lên đùi của mình, đấm đi. Đấm đi cho nó thoải mái, đấm nhiều chỗ vô, chứ không phải đấm một chỗ không. Ok. Rồi, việc thứ hai. Rồi, cảm ơn các bạn. Ngồi ngay. Và những người ngồi sau sẽ để cái tay mình lên cái tay người phía trước, hai tay. Để lên. Rồi, để lên. Ai ngồi sau để lên vai, chứ không phải là tròn qua vai. Ok. Chuyện thứ nhất, làm cho một việc, cố gắng chịu đựng. Thứ nhất là mình sẽ giúp bạn massage cho bạn khỏe hơn. Chuyện thứ nhất nghe là nè, 1, 2, 3, bóp. Thứ ba là bóp nhiều vô. Chuyện thứ hai, đấm vào lưng người ta. Chuyện thứ ba, so cái lưng, so rồi tiếp tục bóp, đấm, so bóp, đấm so. Ok, một đèn pháo tay cho nó khỏe. Nếu hướng đi thứ hai, học văn hóa buổi sáng, buổi chiều học nghề. Hai, học văn hóa ít môn, không phải mười mấy môn như 10, 11, 12. Hiểu chưa? Điều thứ ba, sẽ được học miễn phí. Điều thứ tư, sẽ ra trường sớm với người ta và đi làm sớm. Sau này muốn liên thông thì 2, 3, 4, 6, 5, 7 đi làm, chủ nhật đi liên thông nếu cần. Ok, và tiếp tục một việc nữa, các em sẽ được va chạm với môi trường nghề nghiệp và được trải nghiệm bản thân để mình hiểu về nghề, và chúng ta sẽ đi làm sớm để lo cho gia đình. Ok, đó là những gạch đầu dòng rất rõ hướng đi thứ hai. Một tí lên lấy tài liệu và cầm về nói chuyện với ba mẹ. Rồi, tạm biệt nhau với những cái dặn dò. Một, tối nay về nhà cả lớp 8 lớp 9 nằm gác chân lên trán, trán thằng bạn, gạch cho 5 cái gạch đầu dòng, 5 cái nghề mà các em mong muốn làm sau này. Rồi, điều thứ hai, lên trên Facebook gõ tìm 5 cái fanpage nghề nghiệp, like cho nó một cái. Vì sao? Hãy tận dụng công nghệ. Like fanpage nghề nghiệp để làm gì? Mỗi sáng nó đều để gửi thông tin nghề nghiệp tới các em, để các em được đọc, để hiểu cái nghề. Vậy sao? Những đứa mà gửi thông tin tới đọc say sưa, quên ăn, quên ngủ, quên tắm á, quên gấu á, là những đứa đó rất hợp với nghề. Còn những đứa càng đọc mà cái mặt nó càng ngu hơn trước khi đọc á, thì chia tay sớm bất đau khổ. Chuyện thứ ba, làm ơn tự lên Facebook kiếm các anh chị là sinh viên trung cấp, cao đẳng, nghề lớp 9 cộng gì đó, đang học những cái nghề mình đang thích, nói chuyện với các anh chị sẽ cho lời khuyên. Việc thứ năm, trước khi về dặn là làm ơn về nhờ ba mẹ, người thân, thầy cô tìm giùm anh những người ta đi làm cái nghề mình thích á. Ngày lễ, ngày Tết người ta sẽ về quê Tết, hoặc tìm trong Bình Định, hoặc tìm ở Thành phố Hồ Chí Minh, họ sẽ về tìm ngày họ về đó, mời giờ gia đình, mời họ ăn cơm cùng gia đình, hoặc là mời họ ly cà phê hoặc ly trà sữa. Còn không có tiền hứng nước mưa mời, ngồi nói chuyện với họ khoảng 1 tiếng thôi. Các em có hiểu là các em sẽ nên theo nghề đó hay không? Nhớ 5 gạch đầu dòng đó. Tiếp tục, một việc rất quan trọng trong buổi chiều ngày nay được mang tên ngọn núi chỉ đạo ba mẹ. Vậy câu chuyện ba mẹ thì làm sao? Chỉ nè, về nhà để thuyết phục được ba mẹ hướng đi thứ hai hay hướng đi thứ nhất á, thì làm ơn dựa trên nhiều cái góc độ sau đây. Nguyên tắc duy nhất với ba mẹ là đối thoại, tập đứng trước gương mà nói thử đi. Và đối thoại dựa trên nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc 1, chọn thời điểm. Làm ơn muốn nói chuyện với ba mẹ về nghề nghiệp của mình thì chọn thời điểm nào ba mẹ đang vui á. Nhiều đứa ngu hơn cái con trong hộp sữa, lúc ba mẹ đang bực bội, đang bị hết tiền mà nói thì chắc ăn chửi, lúc ba mẹ mới đi làm về mà cũng sụt luôn mét. Đó là chọn những lúc vui, ví dụ như là với trúng số nè, số đầu thôi, hai em mới thắng một cái vụ làm ăn gì đó, là mới buôn bán, mới bán được lúa, được nông sản gì đó. Hoặc là những lúc mà ba mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau mà nhắc lại chuyện tình yêu của ba mẹ đó, nhắc lại ngày lần đầu tiên hai đứa gặp nhau đó, rồi nắm tay nhau, rồi trao nhau những cái hôn vội vã cho buổi chuối gì đó. Thấy không? Những lúc đó đang vui. Chọn thời điểm, khôn lên. Nguyên tắc thứ hai, thay lời muốn nói bây giờ mình nói không được đúng không? Tài liệu của thầy Bình lấy về, tài liệu nghề nghiệp in ra, in cho cái đánh đen á, lấy chiếc đỏ phanh đầu vô nè, đọc đi, hiểu không? Để cho ba mẹ biết là mình nghiêm túc, ba mẹ hiểu là mình nghiêm túc, hiểu không? Hướng đi thứ hai đường này, 1, 2, 3, 4 này, má lấy cái trùng cái con khô má không đó, hiểu không? Đùi thôi đó, để chỉ chứ mà, để ba má hiểu nghiêm túc. Điều thứ ba, mưa dầm tắm đâu, ba má có chửi không được với 1 ngày thì đừng có bỏ cuộc. Câu chuyện đó là gì? Té đứng lên, té đứng lên, té đứng lên, làm liên tục cho anh. Nói ngày nào cũng nói, lúc nào chuẩn bị ăn cơm nhà cũng nói. Nói ba má bỏ cơm thôi, nhớ không được bỏ cuộc. Và nguyên tắc thứ tư, chuẩn bị vũ khí. Vì vậy đi, ba mẹ chỉ hỏi chừng khoảng 5-10 câu thôi. Con, hướng đi thứ hai học ở đâu? Con, tốn tiền không? Con, buổi sáng học cái gì, buổi chiều học gì? Chuẩn bị sẵn, ba mẹ vừa hỏi là đã rồi. Như là cái máy cái xét là ba mẹ sẽ tin các em. Và nguyên tắc thứ 5, khi nói chuyện với ba mẹ được mang tên là gì? Dạ, được mang tên là đi tìm đồng minh. Chỉ có những đứa ngu mới nói một mình thôi. Nói mình chịu nói không? Không. Vì sao? lôi anh chị em vô làm đồng minh, lôi cô giáo chủ nhiệm, thầy giáo chủ nhiệm vô làm đồng minh, lôi ông hàng xóm hay làm ăn với ba mẹ vô làm đồng minh. Thì bậy đi. Tiếp tục lôi cô gì chú bác vô, lôi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại 15 đời vô. Và có một đồng minh này các em không bao giờ các em để ý. Ba chống đối kịch liệt, mẹ sẽ có xu hướng chống đối với ba, quay lại bảo vệ con, đúng không? À, hãy biến mẹ làm đồng minh, vì các em có biết sao không? Mẹ cực kỳ lợi hại, vì đêm nào ba cũng phải ôm mẹ để ngủ, nhớ chưa? Một đàn bó tay đi tìm đồng minh. Yeah. Và anh có xin cô hiệu phó là 4:30 kết thúc. Và bây giờ tới giờ rồi. Và trước khi kết thúc, anh muốn các bạn làm việc này. Nhớ nè, anh làm bằng cái tâm nè. Vì nước em đời mệt uống sùa mép. Chọn cho anh một trong 5 tấm hình sau đây để làm biểu tượng cho các bạn, niềm sở thích cho các bạn. Đừng có nhìn anh đâu có tấm hình nào đâu. 5 tấm hình sau đây để chọn cho là tính cách của mình. Hình thứ nhất, hình tròn, suy nghĩ nha. Hình thứ hai, hình tam giác. Hình thứ ba, hình vuông. Hình thứ tư, hình thoi. Biết hình thoi không? Hình thứ năm, hình zig zag. Zig zag, zig zag, ok. Biết không? Zig zag, zig zag. Đó, ok. Chọn cho anh một trong 5 tấm hình đó mà chừa lựa cái tấm nào các em thích nhất để làm biểu tượng cho các em. Anh hỏi ai thích hình gì thì giơ tay, đó nha. Hình tròn, 1, 2, 3. Cảm ơn các bạn. Những người chọn hình tròn, theo những nhà tâm lý người ta thống kê, đây là những người cực kỳ dễ thương và vô cùng tốt bụng. 2. Hình tam giác, 1, 2, 3. Cao lên. Cảm ơn các bạn. Người ta nói những người chọn hình tam giác là những người có trí thông minh cao nhất trong sân trường này. 3. Ai chọn hình vuông, 1, 2, 3. Những người chọn hình vuông, người ta thống kê đây là những người sống cực kỳ thẳng thắn và vô cùng trung thực. Bạn mà có rất tiền chắc ăn nó sẽ lượm trở lại, với điều kiện số tiền nó ít. Thì nghèo đó mà. Tiếp tục hình thôi, 1, 2, 3. Cảm ơn các bạn, chúc mừng. Các em ơi, hãy lấy những người chọn hình thôi vừa mới giơ tay, vì đơn giản đây là những người sống rất tình cảm và vô cùng chung thủy. Hình cuối cùng, xuất sắc, 1, 2, 3. Nhiều dữ. Cảm ơn các bạn. Những người chọn hình xuất sắc sau này đều trở thành lãnh đạo. Nhưng không, sân khấu đó có mấy mặt. Cái mặt sau có đẹp như mặt trước không? Bàn tay các em có mấy mặt? Màu trắng và trắng hết là bị mặt bạn đó anh hai. Đen. Và những tấm hình đó cũng có hai mặt. Những đứa thích hình tròn là những đứa sống cực kỳ dễ thương và vô cùng tốt bụng, nhưng mặt trái của nó là nó cực kỳ ham ăn. Ăn nhiều là đi đó nha, là đai đó nha, tự hiểu nha. Những đứa thích hình tam giác, chỉ số thông minh nó rất cao nhưng nó lại không có tư duy chiến lược, nó chỉ thông minh giai đoạn ngắn thôi. Đối việc đầu tiên vì nó quá thẳng ngoài xã hội. Những người chọn hình thôi là những người sống cực kỳ tình cảm, nhưng càng tình cảm thì càng bị dễ bị lợi dụng. Lợi dụng xong nó quay lại nó chửi một câu vậy. Trời ơi, chính xác đại luôn. Những người chọn hình chính xác, phần thì đã là lãnh đạo, nhưng lãnh đạo theo hướng chính xác luồn lách. Đây là những người vô tù nhiều nhất nha. Hình tròn á, không phải á, không có thật, nhưng cái này có thật nè. Một người ngồi thẳng, những người sau. Thôi, nói cái khác. Một, những người nào ngồi một cách tự nguyện từ hàng ghế thứ nhất từ trên đếm xuống tới hàng ghế thứ 5. May quá, chàng trai Lê Long Hiếu vẫn nằm ở vị trí thứ 5. La Long Hiếu, anh chỉ qua họ Lê luôn, chừng họ Lê nó dễ đọc hơn sao, nhưng họ La là anh hùng, nghe đồn vậy. Nhưng họ Quỳnh là đẹp nhất, má nói như vậy, ok, em tin má, ok. Và theo thống kê, những người nào ngồi từ hàng ghế thứ nhất tới hàng ghế thứ 5 tự nguyện nha, thì sau này trong công ty họ đều làm giám đốc. Đời đau nhất là cái đứa thứ 6. Và những người ngồi từ hàng ghế thứ 6 về sau, họ trong công ty họ không được làm giám đốc, họ chỉ làm chủ tịch hội đồng quản trị thôi. Đây là cái điện thoại anh được tặng. Đây là cái iPhone 11 gì đó anh không biết. Ròn mắt, lúc mới ra nghe nói cũng 30 mấy triệu. Anh không có chạy theo công nghệ đâu các em. Cô gái nhỏ là cô gái rất là giỏi nghề và cô ta chơi game. Cô ta chơi game rất giỏi và cô ta dìu dắt cả lớp chơi game. Và sau đó cô ta dìu dắt cả xóm nó chơi game. Và sau đó cô ta mở tiệm game. Cuối cùng cô ta mở 2 tiệm game. Cô ta là cô gái rất là quý, ai cũng biết mà, tại vì những người dự tiệc sinh nhật của anh ngày 28 tháng 12 2019 vừa rồi. Đó là lúc điện thoại iPhone 11 Pro Max mới ra. Và sinh nhật của anh, cô ta rất là quý anh. Cô ta bay từ Úc về. Cô ta là một cô gái học cấp 3. Có nghĩa lớn hơn các em, đến 91 tuổi. Và cô ta bay từ Úc về và cô ta dự sinh nhật của anh và cô ta tặng anh cái điện thoại này. Anh thật với các bạn, anh không có chạy đua với công nghệ, nhưng cái tính anh nó cũng ngại các em. Tự người ta tặng quà nhưng anh thấy, anh nghĩ mình nên lấy, anh nghĩ vậy. Ủa sao mình lại nghĩ cái chuyện đó làm gì anh Bình? Dạ, câu chuyện đó vì sao? Cô ta rất giỏi về game và cô ta qua nước ngoài á các em. Cô ta được nhận vào một công ty gia công game. Cô ta còn giỏi lắm. Và cô ta có một cái mong ước là cô ta sẽ làm ra những cái game mà để người nước ngoài chơi. Và tiền người Việt Nam không đổ ra nước ngoài nữa, mà muốn nước ngoài đổ vào Việt Nam. Và cô ta làm ra một cái app game và cuối cùng người ta mua lại với cái chi phí mua lại. Và người ta mua lại cái ý tưởng của cô với cái chi phí, cái tề tổng tiền là 98.000 đô. Và cô ta bay ngay về Việt Nam và cô ta tặng cái điện thoại này. Và một lần nữa, đây là một câu chuyện thành công dựa trên nghề nghiệp. Và đôi lúc game cũng là một nghề, ok. Xăm hình, thợ xăm hình cũng là nghề, ok. Tất cả những cái đó đều là nghề. Và muốn nói với bạn là những tấm hình của anh, bàn tay các em có 2 mặt. Vậy thì câu chuyện như thế này, trước khi tạm biệt các em, tỉnh táo lại, bớt hồn nhiên lại. Đứa nào nó tỏ tình nói thẳng một câu anh. 1 chém gì? Gì vậy? Gì vậy? Nói vậy nghe hả? Nói vậy. Anh nói chưa hả? Ô không em ơi! Một rảnh vừa. Biết rồi. Đứa nào mà nó tỏ tình nó câu anh. Có dám gì gặp ba má không? Ok. Anh thương em không? Khi nào cưới bà lấy cái này bảo chứ cái đám cưới này. Anh thích phong cách liều mạng của em. Và muốn các bạn là gì? Cứ hồn nhiên, cứ vô tư, nhưng cuộc sống nghề nghiệp cũng như vậy, 2 mặt. Hướng dẫn viên du lịch xin lỗi các bạn, mặt trái của nghề rất buồn. 1, Covid vừa rồi hàng loạt người không có việc làm, hướng dẫn viên du lịch họ rất là khổ. Đứa em của anh đang rất vất vả vì không có tiền đóng tiền nhà trọ. Vì sao? Nó không về quê được vì nó đang học thạc sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh và cái nghề đó là hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên không phải là đi du lịch mà là đi làm du lịch. Không ai ăn nhà hàng đâu, có nhà hàng nhưng ăn cái phần cơm riêng của hướng dẫn viên á, nhưng mà ăn trên bàn. Hướng dẫn viên chia sẻ bạn là gì? Không phải là người đi xe hơi là thật, nhưng người ta về người ta ngồi người ta ngủ mà bạn phải đứng. Bạn nói người ta nghe, người ta ói bạn dọn, người ta chửi cho mặt bạn, bạn mới cười. Nó là như vậy, quản làm nghề nghiệp. Và tiếp tục hướng dẫn du lịch ngủ trong khách sạn, ok chính xác, nhưng ngủ cái phòng góc riêng của hướng dẫn viên, nhưng mà là phòng 3 sao 5 sao. Đó là mặt trái của anh. Giáo viên tốt, tuyệt vời, nhưng giáo viên chỉ dạy về mặt tinh thần thôi. Tất cả thầy cô ngồi đây nếu sống bằng lương cực kỳ vất vả, hoặc là trung bình, hoặc trung bình khá thôi. Tất cả thầy cô đều phải cố gắng làm thêm cái gì đó, các em đâu có thấy đâu. Và chia sẻ, nói vui với thầy cô đây đừng giận. Mai mốt mà các em được cầm điện thoại vô vào học, còn hàng loạt tai nạn nghề nghiệp sẽ đến với giáo viên nữa. Quan điểm cá nhân quan rõ luôn. Lỡ lời một câu thôi là cũng bị sào đánh giá. Một hành động sai thôi cũng bị sào quy ghé. Và những khoảng lặng nghề nghiệp rất buồn như vậy. Tiếp tục vui với em là gì? Câu chuyện đó bác sĩ á, không phải trong phim đâu. Bác sĩ là Covid-19 vừa rồi là một, ra tuyến đầu mà chịu đựng. Hai, cắt luôn mái tóc. Mái tóc chuẩn bị làm cô dâu. Vì sao? Cắt tóc ngắn sẽ bảo vệ an toàn hơn. Ba, những hộp cơm rất là lạnh. Rất quá nhiều bệnh nhân, quá nhiều người. Kiến xa đâu quốc gia đó. Quá nhiều người mà không ai kịp ăn hết. Và câu chuyện được quan tâm là gì? Họ tháo đồ bảo hộ của họ ra đó. Câu chuyện được quan tâm là gì? Hàng loạt vết hàng trên mặt của họ rất đau đớn, biến dạng. Và cái ngày quá rất là buồn. Vui, buồn, chửi. Đây là góc nhìn anh không dạy ai hết. Anh đưa góc nhìn còn nhận hay không thì tùy. Xin lỗi các bạn, chửi thì cứ chửi. Ok, một chịu được nổi không? Hai, liên tục đi nè, không được về nhà nè, chịu nổi không? 12 năm đi nè. Ông ấy lúc nào cũng có tiền đâu. Ông ấy lúc nào cũng hò nhán, là áo vest đâu. Xin lỗi bạn, nhiều bữa là xin lỗi bạn. Ra cái không khí lạnh á, thở không được luôn á, vì đơn giản là cảm giác đầy phổi. Liên tục di chuyển lên máy bay. Bán mạng từ Đắk Nông chạy về Cần Thơ xuyên đêm để kịp hôm sau dạy. Vì đã lỡ những lời. Con 10 tháng tuổi là 10 mới được 10 hôm qua. 10 tháng tuổi ở Nguyên, anh Bình Định, vợ anh Hồ Chí Minh, anh làm rể miền Trung, rất nhớ con, về cũng không được. Hôm nay chủ nhật mà, cũng không được, không được ăn cơm nhà, liên tục ngủ, liên tục di chuyển, ngủ trên máy bay mình sẽ ơi và sẵn sàng chấp nhận những thứ nó đến với mình. Và chân trái anh không cho phép anh đứng được nữa. 12 ngày buổi nói chuyện cho 12 năm nay rồi. Tổng số lượng người anh đã gặp gần 10 triệu người rồi. 1/10 dân số Việt Nam rồi đó. Và chia sẻ bạn có những cái anh gọi là phản lặng hoặc là mặt trái nghề nghiệp. Và hứa với mình trước khi chọn nghề nghiêm túc hơn để chúng ta sẽ tròn vẹn với nghề. Và trước khi tạm biệt các bạn, nói câu này. Tối nay về làm cho một việc, cố gắng cầm cái đôi bàn tay của ba hoặc của mẹ các em một tí. Nếu các em làm được, hãy cảm nhận cái hơi ấm đó. Anh muốn các bạn cảm nhận. Hãy nhìn vô bữa cơm gia đình các em mà hành động. Nếu 10 năm nữa các em không thay đổi được bữa cơm gia đình các em có tội. Và chương trình hôm nay tất cả đều vì các em hết. Đại biểu vẫn ngồi đây. Tất cả chúng tôi đều vì các em. Đỉnh cao của con người không phải là giàu có đâu. Mà cái cao nhất của con người anh cảm nhận được đó là hiếu. Cố gắng đừng làm ba mẹ buồn nữa. Hành động theo hướng đi mà mình hợp nhất và luôn nghiêm túc trong từng cái hành động nhỏ và luôn nghĩ về ba mẹ trước khi làm một cái gì đó thì đó sẽ là hiếu. Chúc các em là một đứa con luôn hiếu và nghề thì luôn đúng. Một tràng pháo tay. Tạm biệt. Đúng chính xác giờ ghê rồi. Facebook của anh là Quỳnh Anh Bình có tích xanh. Tích xanh. Tích xanh là chính chủ. YouTube của anh rất nhiều bài giảng về hướng nghiệp và kỹ năng, buồn cứ lên để anh xem. YouTube của anh là Quỳnh Anh Bình Official. Lúc bà anh vừa mới được nhận xong. Bình thường thôi, má nói anh giỏi nhất Việt Nam. Anh tin má. Hôm nay trước khi tạm biệt, ai 4 tháng 10 là hôm nay, ai trong sân trường này có sinh nhật, anh Bình sẽ tặng quà. Lên đây cô gái. Lên đây cô gái. Thật hạnh phúc. Sao không dành tình cảm cho cô gái có sinh nhật trong ngày hôm nay đi à? Cô gái ở bên tay tên bạn còn bao nhiêu phần quà đến chính giữa nè. Em tên gì? Cái gì? Tường Vi. À Tường Vi. À, được còn mấy phần anh? Dạ xin phép hãy chuyển cho các đại biểu đi ạ. Dạ anh chuyển như thế nào thì đại biểu sẽ lên như vậy ạ. Dạ xin phép mời mỗi đại biểu sẽ nhận một phần quà. Và có một điều vui đó là tất cả đại biểu sẽ lên tặng quà cho Tường Vi trong ngày sinh nhật ngày hôm nay. Ok ha. Xin mời đại biểu ạ. Dạ. Xin mời đại diện các thầy cô. Trời ơi, dễ thương quá, quyện đòn rồi thầy cô. Xin mời thầy cô đứng lại ạ. Xin cho chúng tôi một tấm hình để đây coi đây là sinh nhật rất là tuyệt vời của em. Mời thầy cô, thầy cô có thể lên chụp một tấm hình.